Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng giảm liên tục nhờ tỷ giá đồng đô la và lãi suất kho bạc của Mỹ biến động. Nhưng các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước chiến lược lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép và những tín hiệu kinh tế khác. Ở trong nước, giá vàng vẫn trong tình trạng ảm đạm và cố thủ ở mốc 67 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được duy trì ở gần mức 12 triệu đồng một lượng so với giá vàng miếng và 800.000 đồng một lượng so với giá vàng nhận bút số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán quanh mức 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhận bút số 9 niêm yết là 2 chiều mua bán cao nhất tại 55 triệu 600 nghìn đồng một lượng và 56 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 120 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 600 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66 triệu 450 nghìn đồng một lượng và 66 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá cao hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 450 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 050 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 500 cho đến 600 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 600 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 450 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 040 nghìn đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 66 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 66 triệu 700 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bút số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21 triệu 567 nghìn đồng một lượng đến 55 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23 triệu 567 nghìn đồng một lượng đến 56 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank.
Thưa các bạn, giá vàng tăng sau khi báo cáo hàng tuần do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tăng lên, một dấu hiệu về sự suy yếu của thị trường việc làm. Dữ liệu này củng cố vững chắc thêm rằng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ dừng tăng lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới. Cả tỷ giá đồng đô la và lợi suất kho bạc Mỹ cùng giảm sau khi báo cáo trên được công bố, giúp giải tỏa bớt áp lực mất giá đối với kim loại quý. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn thường diễn biến sát nút với các kỳ vọng về lãi suất ngắn hạn, đã giảm từ mức cao nhất trong một tuần thiết lập vào phiên trước xuống còn 4,55% một năm. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, cũng đã giảm xuống mức 103,4 điểm từ mức 104 điểm vào phiên trước đó. Nhà phân tích thị trường cấp cao, ông Edward Moza của ODA nhận định, số liệu về số người xin trợ cấp thất nghiệp cho thấy nền kinh tế có đang yếu đi. Đây là tin tốt cho giá vàng, vì sự suy yếu của nền kinh tế sẽ cho phép Fed tạm dừng tăng lãi suất. Ông Moza nhấn mạnh, nếu lạm phát tiếp tục giảm, nếu Fed giữ nguyên lãi suất và không phát đi một tín hiệu mạnh mẽ nào về tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7, đó sẽ là cơ hội tốt để giá vàng tăng thêm. Số liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào phiên ngày hôm thứ Ba tuần tới và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ có cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ vào ngày thứ Ba và thứ Tư. Theo dự báo, chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn phần của tháng 5 giảm nhẹ, nhưng chỉ số CPI lõi vẫn đang cao dai dẳng. Báo cáo này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến triển vọng của lãi suất Fed. Trên thị trường phái sinh, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 73,6% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp này. Tuy nhiên, khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 7 là 50%. Chiến lược gia cấp cao ông Daniel Parmenon của Rio Fururi nhận định, vẫn còn rất nhiều bấp bênh về tình hình kinh tế Mỹ và điều này sẽ được phản ánh vào giá vàng. Nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thực sự giảm từ đây, giá vàng sẽ còn tăng nhiều. Nói về triển vọng của kim loại quý, các chuyên gia của công ty quản lý tài sản BlackRock mới đây cho rằng, mặc dù vàng đã không thể giữ mức tăng trên 2.000 đô la Mỹ một ao, nhưng các nhà đầu tư nên xem xét phân bổ chiến thuật cho kim loại quý bởi nó có tiềm năng tăng cao hơn ngay cả sau đợt bán tháo vào tháng 5 từ mức cao kỷ lục. Các nhà phân tích cho biết có 3 yếu tố sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng, trong đó chính sách tiền tệ của Fed là yếu tố quan trọng nhất. Hai yếu tố còn lại là sự biến động gia tăng của thị trường và vai trò là tài sản trụ ẩn an toàn trước các vấn đề địa chính trị của vàng. Chuyên gia ông Michael Howson, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại CMC Market cho biết, khả năng tăng giá của vàng có thể sẽ bị hạn chế trước báo cáo CPI của Mỹ vào tuần tới và cuộc họp của Fed. Một báo cáo CPI yếu hơn có thể sẽ thúc đẩy giá vàng tăng trở lại mức 1.980 đô la Mỹ. Chuyên gia này cho rằng giá vàng cần phải giữ được ở mức hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng 1.920 đô la để có thể quay trở lại mốc 2.000 đô la Mỹ một ao. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023 trên kênh Quảng Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên chia sẻ và nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.